Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HDTV, website hungyentv.vn. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022. Dự lễ phát động có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Hiện cả nước có gần 12 triệu người cao tuổi, trong đó có 10 triệu người đang sinh hoạt tại các cấp hội người cao tuổi tại các địa phương, có trên 3,1 triệu người cao tuổi hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 1,7 triệu người cao tuổi được nhận trợ cấp xã hội, 1,4 triệu người cao tuổi hưởng chính sách người có công. Với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, Hội người cao tuổi Việt Nam đề nghị các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi, tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tháng 10 hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, là lời nhắc nhở toàn xã hội vừa chăm sóc người cao tuổi, vừa phát huy được vai trò của người cao tuổi. Chủ tịch nước chúc người cao tuổi cả nước sức khỏe, trường thọ, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và thực sự trở thành nguồn lực cho sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Trong buổi chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, định hướng cho những năm tiếp theo. Cũng trong sáng nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ những tháng cuối năm. 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trong nước ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước. GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ đã phát huy hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đến hết quý 3, tổng sản phẩm tăng 10,41%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu ngân sách đạt trên 45.000 tỷ đồng, tăng 407% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 264% so với kế hoạch. Đã giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, đạt trên 92% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, 9 tháng đầu năm, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh cũng luôn quan tâm và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ xã hội. Để tồn tại và phát triển trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, thời gian qua, các doanh nghiệp đều đi sâu vào đầu tư máy móc, công nghệ để tự động hóa trong sản xuất. Tự động hóa đã trở thành một xu thế lớn của doanh nghiệp. Từ doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đến doanh nghiệp quy mô lớn, tự động hóa giúp gia tăng năng suất lao động, gia tăng hiệu quả trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nhân lực trong khi năng suất hiệu quả công việc vẫn tăng. Tại Hưng Yên, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 của Nhật Bản là những đơn vị tiên phong trong đầu tư triển khai tự động hóa. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua giả soát, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi có 17 hộ vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi. Ngày 30 tháng 9, xã đã vận động và hỗ trợ 8 hộ phá dỡ công trình vi phạm. Trong đó có 3 hộ ở thôn Phù Ủng phá hơn 200 mét tường rào xây dựng trái phép trong phạm vi vùng phụ cận đê Bắc Hưng Hải. 5 hộ ở hai thôn Kim Lũ và Sa Lung bốc hót gần 100 khối đất cát do các hộ dân tự ý san lấp vi phạm hành lang sông. Để ngăn chặn việc tái vi phạm, trong thời gian tới, xã Phù Ủng tiếp tục tuyên truyền vận động và chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm ở các thôn trên địa bàn. Từ hiệu quả mô hình camera an ninh tại phường Lam Sơn và xã Quảng Châu, đến nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã có thêm 3 địa phương là phường Hiến Nam, Quang Trung và xã Liên Phương vận động xã hội hóa lắp đặt, nâng tổng số camera được lắp đặt tại các địa phương là 90. Ngoài ra, thành phố Hưng Yên còn lắp đặt 50 mắt camera trên các tuyến đường chính trung tâm với tính chất hoạt động 24/24 giờ và được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, những nơi đông người qua lại như trường học, chợ và lưu trữ dữ liệu trong nhiều ngày đã giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, điều tra và chấn chỉnh nhiều vụ việc phát sinh trên địa bàn. Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch vận động xã hội hóa, xây dựng mô hình camera an ninh ở các địa phương còn lại. Theo thống kê,
Đến 13 giờ chiều nay, tại Nghệ An, mưa lớn trong những ngày qua đã làm 7 người chết và mất tích, hơn 8.100 nhà dân trên địa bàn tỉnh bị ngập, chủ yếu là ở các huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Hưng Nguyên. 88 hộ dân phải di rời. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh mưa lớn cũng làm hoa màu, gia súc thiệt hại nặng nề, nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng nặng. Mưa lũ làm 27 điểm trường trên địa bàn Nghệ An bị ảnh hưởng, 35 vị trí bị ngập sâu, trong đó có một số tuyến quốc lộ. Ngoài ra, 38 vị trí ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở ta luy. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu. Hiện lực lượng chức năng đã cắm biển cấm mọi phương tiện qua lại tuyến đường này để đảm bảo an toàn. Đặc biệt khu vực quốc lộ 1A qua địa bàn bị ngập từ rạng sáng 30 tháng 9. Đoạn đường bị ngập có chiều dài khoảng 50m, độ sâu từ 0,5 tới 0,7m, nước chảy xiết, nguy cơ mất an toàn khi phương tiện qua lại. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống, tính đến 17 giờ ngày 30 tháng 9, có 463.440 thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, đạt 81,7% so với thí sinh trúng tuyển. Cụ thể, trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022, số thí sinh trúng tuyển chính thức sau đợt 1 là 567.078 trên 620.477 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung, trong đó có 3.580 thí sinh trúng tuyển cao đẳng sư phạm, đạt 91,4% so với số thí sinh đăng ký xét tuyển. Các năm trước, hệ thống chỉ xử lý chung nguyện vọng theo phương thức dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên lượng thí sinh ảo rất lớn do các em còn chọn các phương thức khác mà hệ thống không kiểm soát được. Năm 2022, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh đã được triển khai đồng bộ triệt để từ đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển và nộp phí xét tuyển, xác nhận nhập học được thực hiện theo hình thức trực tuyến đối với tất cả thí sinh. Từ ngày 8 tháng 10 tới đây, biểu giá dịch vụ đăng kiểm xe ô tô các loại được điều chỉnh tăng 10.000 đồng trên xe so với hiện nay. Cụ thể, xe ô tô chở người trên 40 ghế, showbiz tăng từ 350.000 đồng trên xe lên 360.000 đồng trên xe. Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương, mức giá sẽ là 250.000 đồng trên xe thay cho mức 240.000 đồng trên xe hiện nay. Bộ Tài chính cũng quyết định thay đổi giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu đối với thiết bị xe máy chuyên dùng đang lưu hành. Thường trực tỉnh Quảng Ninh vừa họp bàn về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Thường trực Tỉnh ủy cho biết, việc này nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng và quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm có vào có ra, có lên có xuống trong công tác cán bộ. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức, nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, Thái Lan chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế phòng dịch COVID-19 được ban bố hồi tháng 3 năm 2020. Với động thái này, các hạn chế liên quan dịch bệnh COVID-19 đều được bãi bỏ hoặc không bắt buộc áp dụng. Việc đeo khẩu trang hay đo thân nhiệt sát khuẩn tay không còn là điều kiện bắt buộc khi đi ra ngoài hoặc tới những nơi công cộng. Với khách nước ngoài, họ sẽ không phải xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh. Cũng từ ngày 1 tháng 10, Thái Lan hạ cấp dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuống mức 1 là bệnh truyền nhiễm cần theo dõi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc bệnh tả trên thế giới tăng mạnh trong năm nay, đặc biệt ở những khu vực dân cư nghèo đói và xảy ra xung đột. Theo WHO, đến nay đã có 26 quốc gia phát hiện các ổ bùng phát dịch tả. Đáng chú ý là tỷ lệ tử vong tăng mạnh, trong khi thông thường mỗi năm chỉ có chưa đến 20 nước phát hiện các ổ bùng phát dịch tả. Tỷ lệ tử vong trung bình do bệnh này gây ra tính từ đầu năm đến nay cũng đã tăng gấp 3 lần so với tỷ lệ trung bình được ghi lại trong 5 năm gần nhất. Hiện tỷ lệ này ở châu Phi là 3%. Bệnh tả là bệnh lây lan do ăn phải thức ăn hoặc nước uống có mầm bệnh, có thể gây tiêu chảy cấp. Vừa qua, một chú robot của Mỹ đã lập kỷ lục thế giới Guinness dành cho robot hai chân chạy nhanh nhất ở cự ly 100m. Trong thử thách chạy bộ cuối tháng 9 vừa qua, robot có tên gọi Cassie đã hoàn thành bài chạy nước rút 100m trong 24,73 giây, lập kỷ lục thế giới Guinness dành cho robot hai chân. Dù chậm hơn nhiều so với thành tích chưa tới 10 giây của những vận động viên tốt nhất thế giới, nhưng với robot, đây là một thành tích ấn tượng.
Cassi là sản phẩm công nghệ của Đại học Origin được giới thiệu vào năm 2017 như một dạng nền tảng phát triển để nghiên cứu robot. Từ sau đó, robot tiếp tục đạt nhiều bước tiến. Năm 2021, robot này chỉ mất hơn 53 phút để chạy bộ 5 km. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi về các địa chỉ email thoisuhi@gmail.com, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HDTV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập vào các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HDTV, website hungyentv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.